Chào các bạn, thì trong cái khoảng thời gian gần đây ấy, là cái thời kỳ chuyển tiếp, cái việc học lái xe sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi lớn. Thì với kinh nghiệm và lương tâm của một người giáo viên, thì hôm nay tôi sẽ làm một video tư vấn cho các bạn có nên đăng ký học lái xe trong cái giai đoạn này hay không, để giúp cho các bạn hiểu sắp xếp thời gian, tiền bạc và định hướng công việc sắp tới. Cái điểm quan trọng nhất khi chúng ta muốn học lái xe và chúng ta đi đăng ký nạp hồ sơ lái xe thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới ba cái vấn đề như sau. Thứ nhất thì đó là cái thời gian học nha các bạn. Thứ hai đó là cái vấn đề về học phí. Và thứ ba quan trọng không kém đó là cái thời gian thi. Thì chúng ta cần phải nắm được ba cái điểm này thì chúng ta hãy quyết định là có nên đăng ký học hay là không. Như tôi đã nói ở đầu video á, thì đây là cái quá trình chuyển tiếp thay đổi giữa cái bộ luật cũ và bộ luật mới, nên ba cái vấn đề này nó sẽ có rất nhiều các thay đổi và xáo trộn. Thì bản thân là một giáo viên dạy và có nhận hồ sơ đăng ký học lái xe thì khi tôi nói ra những cái điều này sẽ có thể làm giảm học viên, dẫn tới giảm thu nhập. Nhưng với cái lương tâm nghề nghiệp của một người giáo viên thì tôi vẫn sẽ nói và chia sẻ, mong rằng sẽ mang lại mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Quyết định đăng ký học hay là ngừng thì đó là phụ thuộc vào cái nhu cầu và mục đích sử dụng của các bạn. Bạn nào cái việc cần bằng lái xe cấp bách quá, gấp quá thì các bạn vẫn có thể đăng ký học bình thường, bởi vì hiện tại là thời buổi đang dịch bệnh thì các trường chỉ ngưng thi sát hạch, còn vấn đề tuyển sinh và đào tạo thì vẫn diễn ra bình thường nha các bạn. Còn đối với những bạn nào mà cái nhu cầu bằng lái xe nó chưa cấp bách mấy thì các bạn nên hoãn lại cho tôi một thời gian. Bởi vì các bạn cần phải hiểu cho tôi các lý do như sau. Thứ nhất, đó là về thời gian học. Thì cái thời gian học này là hầu hết các bạn nếu đăng ký bây giờ thì đều học cái bộ luật mới, học 600 câu hỏi. Thì cái thời gian học này là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 thì là các bạn đi học lái xe thì đều sẽ phải đi học có mặt điểm danh học đủ 168 giờ học về pháp luật giao thông. Thì 168 giờ học này nó sẽ tương đương với khoảng thời gian gần 3 tháng chúng ta đi học. Thì các bạn nhắm sắp xếp được thời gian thì các bạn hãy đi học. Còn nếu không thì các bạn có thể chờ một thời gian sau, bởi vì theo tôi nắm được thì Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải Việt Nam và một số các trường đào tạo sát hạch lái xe đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ sửa đổi lại cái thông tư 38 năm 2019 sao cho nó phù hợp nhất với cái cơ chế thị trường và xã hội hiện nay. Thì bây giờ chúng ta đang sống trong cái thời đại 4.0, thì không phải nước ta mà hầu hết các nước trên toàn thế giới thì cái việc học tập và làm việc tại nhà, học trực tuyến, học online đó là cái xu hướng tất yếu của xã hội, thì không có lý gì chúng ta phải đi học tập trung trong khi cái thời gian để chúng ta sắp xếp là không có. Thì rất có thể sau những cái khóa học đầu tiên của các bạn đã đăng ký trước sẽ phải học tập trung, thì những cái khóa học sau này một khi cái kiến nghị này được thông qua thì cái việc học của các bạn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần tự ôn luyện, tự học tập ở nhà, học trực tuyến, học online, miễn sao các bạn trang bị đầy đủ kiến thức đến ngày thi sát hạch thật tốt là được. Vấn đề thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm cho tôi hiện giờ đó là cái vấn đề học phí. Thì hiện tại học phí đang rất cao, thì tôi cũng xin nói thẳng luôn, thì cái học phí này là do các trường tự đặt ra nha các bạn. Chứ Sở Giao thông Vận tải là không có quy định bắt buộc là chúng ta phải đóng học phí bao nhiêu. Thì hiện tại đang là cái thời điểm chuyển giao giữa cái bộ luật cũ và bộ luật mới, nên cái nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ việc đào tạo và giảng dạy là rất lớn. Cho nên học phí nó sẽ phải tăng cao là cái điều không thể tránh khỏi. So sánh cái mức học phí giữa các trường ở thời điểm hiện tại là đang rất cao nha các bạn. Nếu các bạn
chưa cần bằng gấp thì các bạn có thể dời lại một thời gian. Thì cái học phí này nó sẽ giảm theo cái xu hướng có lợi cho tất cả các bạn học viên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một trường đào tạo muốn tồn tại thì đương nhiên là sẽ cần phải đông học viên. Thời buổi kinh tế thị trường thì các trường sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành học viên về phía mình. Thì cạnh tranh là sao ạ? Cạnh tranh ngoài việc đảm bảo tốt cái nhu cầu hướng dẫn và giảng dạy thì cái vấn đề quan trọng không kém đó là vấn đề giảm học phí để thu hút nhiều các học viên, giúp trường tồn tại và phát triển bền vững. Vấn đề thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm hiện giờ đó là cái thời gian thi sát hạch. Thì theo như cái quy định chuẩn của Sở Giao thông Vận tải thì thời gian học bằng B2 là 92 ngày thì chúng ta sẽ thi tốt nghiệp. Và sau đó 15 ngày chúng ta sẽ thi sát hạch cấp bằng lái. Còn đối với hạng C là 5 tháng đến 6 tháng nha các bạn. Thì hiện giờ do cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp nên hầu hết các trường đều ngừng tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng. Do vậy, cái lượng học viên nó đang bị tồn động, bị dồn ứ rất nhiều. Thì các bạn có thể cũng đã nắm được cái thông tin là trước Tết và sau Tết 1-2 tháng thì cái lượng học viên người ta nạp hồ sơ vào để chạy đua học, tránh cái bộ luật 600 câu hỏi mới sắp phát hành và học tập trung về lý thuyết này nên học viên và học cực kỳ đông, dẫn tới cái việc tổ chức các lớp đào tạo và cái thời gian thi sát hạch nó sẽ bị quá tải, nó bị đội lên rất lớn. Thì bây giờ nếu như các bạn nạp hồ sơ mới tháng 3 nhưng mà để các bạn được khai giảng cái khóa học thì các bạn phải lên tháng 6, tháng 7 thì các bạn mới có thể khai giảng. Do cái lượng học viên đã nạp hồ sơ, ứ động hồ sơ trước đó là sẽ rất lớn. Bởi vậy, nên khi các bạn có nạp hồ sơ ngay bây giờ thì cái thời gian để các bạn được thi sát hạch là rất lâu. Trên đây là ba cái lý do tôi đưa ra để giúp cho các bạn có cái nhìn nhận đúng đắn có nên đăng ký học lái xe trong cái khoảng thời gian này hay không. Nếu bạn thực sự cần cái bằng lái xe thì bạn cần phải bỏ thời gian ra để lựa chọn các trung tâm, các trường, các địa điểm có uy tín thì các bạn hãy nạp hồ sơ vào để học. Bởi vì khi các bạn đến một trung tâm uy tín thì họ sẽ đào tạo, hướng dẫn cho các bạn các kỹ năng lái xe rất nhiệt tình. Cái thời gian và các việc học phí nó sẽ rõ ràng và rành mạch. Thì rất nhiều bạn là không có tìm hiểu, chỉ tìm hiểu sơ sơ qua báo chí và phương tiện ở các trang tin quảng cáo, dẫn tới các bạn nạp hồ sơ vào những cái trung tâm môi giới, trung tâm cò mồi, dẫn tới cái việc các bạn học sau này sẽ phải đóng rất nhiều các khoản lệ phí, phụ phí. Và cái thời gian thi cử của các bạn nó không rõ ràng, rành mạch. Nó sẽ làm lỡ rất nhiều các kế hoạch, các dự định cho tương lai của các bạn. Vậy nên, cốt lõi là các bạn cần phải chọn cho tôi là các trường, các trung tâm có uy tín. Thì đồng tiền đi liền với khúc ruột, tiền nào của đấy nha các bạn. Người ta thu cao tiền thì đương nhiên người ta sẽ phải dạy học thật tốt, trang thiết bị thật tốt để phục vụ cho các bạn thi cử thật tốt. Thì trong cái quá trình các bạn học tập thi sát hạch lái xe thì các bạn có ở đâu đi chăng nữa thì cái vấn đề gì mà các bạn không hiểu thì các bạn cứ để lại nhận xét, những yêu cầu thì tôi sẽ cố gắng với các kinh nghiệm và hiểu biết của mình thì tôi sẽ liên tục cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất mà tôi có thể nắm được về tình hình thi sát hạch, các luật mới ra, các văn bản, các thông tư sắp áp dụng để giúp cho các bạn có thể cập nhật tốt cái tình hình
thì sát hạch hiện nay. Chúc các bạn là nhiều sức khỏe, học tập thật tốt và thi thật tốt. Chào các bạn.